Chào mừng chị em quay trở lại kênh Tút 2000 VIP. Hôm nay bên em giới thiệu đến chị một chiếc máy lọc không khí, bù ẩm, diệt khuẩn, khử mùi, lọc bụi mịn 2.5 mà mắt thường không nhìn thấy. Chiếc máy này là một con Daikin đồng hồ, hàng nguyên bản nhé, không sơn sửa, không cạo, không đánh bóng, có vết chảy xước nhẹ là có nhé. Cái này thực ra là em chưa vệ sinh kỹ nhé, mình có thể lấy cà la mình lau thêm nó cũng sạch hơn. Nhưng mà được cái là nguyên bản, lựa thì cũng khá là ổn rồi. Hình thức bên ngoài là trắng nguyên bản như vậy là đẹp rồi nhé. Daikin đồng hồ, một bên báo bụi, một bên báo khói. Tự động bù ẩm nếu mà không khí trong là bộ đồ ẩm không khí mà quá thấp là sẽ bù ẩm sẽ chống được khô da, khô họng, khô mũi. Đặc biệt anh chị ngủ trong phòng lạnh nhé, độ ẩm xuống rất thấp thì máy này nó sẽ tự động khi độ ẩm xuống dưới mức cho phép mà sức khỏe của con người từ 50% trở xuống, 55% trở xuống là tự động nó sẽ bù vào trong không khí cho mình. Rồi bây giờ bắt đầu em sẽ cho bên trong nhé. Con này thông số kỹ thuật đây, mình xem thông số kỹ thuật mình chữa trước nhé. Thông số kỹ thuật thì của nó là sản xuất năm 2012, điện 100V, công suất là 75W, mã là MCK70NKS. Con này thì em đã đổi điện sang 220 nhé. Mình sẽ cho một cục đuổi nguồn vào bên trong. Đó. Cục đuổi nguồn con này 75W thì em dùng cục đuổi nguồn 100W nhé, có dư rồi. Em đã ghi là 220V rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem qua bên trong nhé. Bên trong chỉ muốn mở ra thì đây, đầu tiên mình xem bánh xe nước đi. Nếu mà đây, bình này là khoảng tầm 3 lít nước. Đây, nhìn cái khay nước này rất sạch, rất đẹp nhé. Nói chung là hàng bên em thì cơ bản là đi lựa rất là đẹp rồi. Đây là bánh xe nhé. Cái phần này thì là phần cái canxi nó đóng bám nhé. Đây, cái này em cạo cả nó cũng ra này, nhưng em thì không có ra vệ sinh. Đó, anh chị về, anh chị vệ sinh qua giúp em nhé. Này, nó đóng bám ít canxi đấy thôi, còn đâu cái vỉ rất sạch. Rồi bắt đầu mình xem ở bên trong, mình sẽ mở hai cái gờ này ra, nhấn nó vào, rút ra này. Bên trong này thì em sẽ để một phần, để nguyên cái màng lọc màng zin nó nhé, tại màng zin còn khá đẹp nhé. Đấy, như này. Đây là cái màng lọc thô bên ngoài, rất là sạch. Màng lọc zin của hãng nó vẫn còn rất mới, rất đẹp, nên là anh chị có thể dùng tiếp nhé. Hoặc nếu chị muốn thay màng mới thì em sẽ bán thêm màng mới. Những cái màng giấy này thì chị dùng khi nào nó rách thì mình bỏ thôi, hoặc là quá bẩn mình bỏ thôi nhé. Khoảng 1-2 tháng thì mình chịu khó mình bỏ ra, mình quét bụi một lần là ok. Nói chung là còn rất đẹp. Bên trong là màng thao tính khử mùi nhé. Hai bên này là hai bên thanh tính điện để nó thu bụi này. Đây là thanh shimmer này, cũng đánh tia ở điện để diệt khuẩn nhé. Đấy, 3 thanh. Bon tên, stop mình sẽ để lên hướng trên này, chứ top mới là chữ mũi tên ở phía trên như vậy nhé. Nếu chị nào chưa biết nắp. Rồi, bắt đầu cài vào. Lọc không khí thì đợt này thì lòng khí bên em thì chưa đi lựa thôi, chứ không lấy hàng lô. Lựa con nào đẹp, trắng trẻo về là bán ngay, không phải sửa chữa, không cần tuốt tát, không cần sơn, không cần cạo, đánh bóng nhé. Hàng nó nguyên bản, nó chất và nó đẹp sẵn nên nó chất hơn. Con này thì không quá xuất sắc, nhưng mà rất đẹp rồi. Trắng trẻo nguyên bản là mình thấy ok rồi. Còn đa số lô về rất nhiều con nó vàng nhá, nó vàng, nó bẩn, nó họ thay thế này thế kia mà họ cạo đi, cạo hết lớp vàng, bắt đầu họ đánh đi đánh bóng lại hoặc là họ sơn lại nhá. Đây em cứ để nguyên bản luôn đấy, chảy xước tí này. Cái này chắc anh đánh cả la ra này. Con này thường thường em bán khoảng tầm 3,3 triệu, 3,4 triệu, tùy theo mình có lấy
lọc mới hay là gì không nhá. Đây em vừa bật điện đây, đây là cái này tắt bật cái streamer này, diệt khuẩn này, Ecolavi tiết kiệm điện này, hẹn giờ tắt hẹn giờ mở này, hẹn tắt hẹn giờ mở đây. Đây là báo hết nước rồi thì báo các chức năng khóa trẻ em này, báo vệ sinh thành tính điện này, đây chế độ bù ẩm này. Đấy, bù ẩm mình bật sang chế độ này nó mới bù ẩm nhá. Đây tốc độ gió này, mạnh nhẹ này. Thường em sẽ để eco, nếu chị chạy suốt ngày thì mình để eco lovi nhá. Đấy, để bật sang chế độ ẩm nó sẽ báo mình hết nước này. Thường em sẽ để eco này lovi này luôn. Rồi, con này thì hàng nguyên bản còn khá đẹp, anh chị nào mua quan tâm liên hệ với em nhé. Con này em sẽ bán cho anh chị đầy đủ hết như vậy này, đã đuổi nguồn rồi, bao ship, bao đuổi nguồn. Mỗi lần sẽ bán khoảng 3 triệu 3. Anh chị lấy như vậy luôn, không cần thay màng mới nhá. Em bao cả ship cho chị, xin tiền ship thì nó khoảng tầm trên dưới 150 rồi, thùng xốp khoảng mất mấy chục ngàn. Rồi đuổi nguồn cũng, nếu mà thợ đuổi nguồn, cục đuổi nguồn xịn thì nó cũng phải tầm mất 200. Thì con này em sẽ để cho anh chị hôm nay bán cho anh chị giá là 3 triệu mốt thôi. 3 triệu mốt nhá. Anh chị nào mua thì em sẽ tặng kèm cho anh chị một cái màng lọc mới luôn. Màng lọc mới số cua nhá. Đây là màng lọc mới nhá. Màng mới chất lượng khá ok, màng giấy cứng. Lọc bụi 2.5. Đấy, độ ẩm hiện tại trong Sài Gòn hiện tại là khoảng trên dưới 60%. Anh chị quan tâm liên hệ với em nhé, xin cảm ơn rất nhiều. Con này thì đấy, như báo là giá này giá rất đẹp luôn, 3 triệu mốt thường thường là sẽ không được có màng mới đâu, mà em tặng anh chị màng mới luôn, bao ship luôn, bao đổi nguồn luôn. Màng mới ship đổi nguồn nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 600 ngàn rồi. Rồi xin cảm ơn chị theo dõi video nhé, chị chào tạm biệt, hẹn gặp lại chị video sau. Bên em có để số điện thoại trên màn hình luôn, anh chị quan tâm liên hệ với em. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo nhé.